Máy phun khói Takio TK35 sử dụng động cơ 4 thì, nhiên liệu xăng, kiểu khởi động giật nổ, với ưu điểm gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển và linh hoạt trong việc sử dụng. Máy có chức năng phun khói với độ lan tỏa nhanh và đều trên mọi bề mặt tiếp xúc, giúp diệt trừ sâu gây hại mù màng và phòng ngừa dịch bệnh. Máy được trang bị bình chứa dung dịch lớn 16 lít giúp chúng ta hoàn thành công việc một cách thuận lợi và nhanh chóng, không bị ngắt quãng khi dùng. Máy giúp tiết kiệm 1/3 lượng hóa chất dùng so với cách phun bằng nước như truyền thống. Máy có dung tích xi lanh 38cc, công suất 1.5kW, đường kính piston 18mm, giúp đảm bảo lưu lượng khói ra nhanh và đều, tiết kiệm thời gian làm việc và đạt được hiệu quả cao nhất.